Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cái quan điểm riêng của mình trong suốt hơn 12 năm kinh doanh trên eBay cũng như là Amazon tại Mỹ, và với cái eBay đạt được 100% positive feedback, tức là những phản hồi tích cực từ khách hàng 323 triệu khách hàng Mỹ cũng như là một số khách hàng trên toàn thế giới. Và trong những cái món hàng mà mình đấu giá, mình list trên cái eBay store của mình ở Mỹ đó, thì mình nhận thấy là cái vấn đề tiếng Anh rất là quan trọng khi các bạn kinh doanh trên những cái e-commerce mà bán cho 323 triệu khách hàng Mỹ như là Amazon và eBay các bạn. Lý do là các bạn phải nắm được tiếng Anh để các bạn có thể đọc hiểu được những cái policy, những cái chính sách như là cái rules, cái điều luật của cái sân chơi đó như là eBay, Amazon hoặc là Shopify. Bởi vì khi bước vào sân chơi, các bạn phải hiểu luật chơi cũng như là những cái cập nhật thông tin cập nhật của eBay và Amazon cũng như là Shopify. Các bạn cần có khả năng tiếng Anh căn bản. Vậy tiếng Anh là cái nền tảng rất là quan trọng. Nhưng hầu hết các bạn ở Việt Nam khi kinh doanh trên eBay và Amazon cũng như là Shopify thì thường chúng ta, tiếng Anh chúng ta không được tốt lắm, và chúng ta ngại và chúng ta đắn đo, chúng ta băn khoăn và chúng ta không học cái tiếng Anh nếu như tiếng Anh của chúng ta mất căn bản. Còn những bạn tiếng Anh giỏi, tiếng Anh tốt thì tôi không đề cập ở đây. Tiếng Anh là cái nền tảng căn bản thứ nhất đó, đó là để các bạn có thể đọc được, hiểu được policy của eBay, Amazon và Shopify. Và cái điểm thứ hai nữa đó là hàng ngày nếu các bạn kinh doanh trên FBA, Amazon, bán hàng trên Amazon, thì trong một tuần thì Amazon thường xuyên gửi những cái message từ chính cái website Amazon tới cho các bạn, thì các bạn phải đọc, và nếu khách hàng Amazon gửi tới thì các bạn phải trả lời cái tin nhắn của khách hàng Amazon cũng như là eBay trong vòng 24 tiếng. Thì cần cái tiếng Anh của bạn càng formal càng tốt khi các bạn kinh doanh trên thương trường quốc tế. Đòi hỏi các bạn phải có cái tiếng Anh nền tảng căn bản và biết cách viết một lá thư thư tín thương mại quốc tế formal. Đó là cái điểm thứ hai. Còn cái điểm thứ ba nữa là bởi vì chính sách của eBay, Amazon cũng như là platforms của eBay, Amazon và Shopify hàng ngày, hàng giờ được liên tục cải thiện và có những cái công cụ mới và những cái luật chính sách mới ra đời. Như các bạn thấy trong Amazon Seller Central thì có hẳn cả một trường đại học Amazon ở đó, và hàng tháng Amazon đã upload lên những cái video để chia sẻ với chúng ta là những seller về những cái chính sách, những cái policy, những cái rules cũng như là những cái kiến thức về e-commerce mới. Thì chúng ta phải có khả năng tiếng Anh căn bản thì chúng ta mở những cái video đó ra để chúng ta học và cập nhật. Và cái điểm thứ tư kế tiếp thì các bạn tiếng Anh căn bản có thì hoàn toàn các bạn có thể tạo ra những cái mẫu áo thun design t-shirt, thì gồm một cái graphic design, một cái hình đơn giản bên cạnh những câu chữ đơn giản nhưng tinh tế, thì đó là những cái mẫu áo thun sạch 100% là của các bạn để list trên, bán trên eBay, Amazon cũng như là các cái platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ như là Teespring, như là Sephora, Cafe Press, Uniqlo, để tạo ra cái dòng, cái nguồn thu nhập có thể là thụ động. Bởi vì cái design một khi các bạn tạo ra của chính bản thân các bạn có thể bán cho vô số khách hàng trên vô số platforms mà tôi vừa đề cập tới. Và bán áo thun trên eBay, Amazon và các platforms bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ như là Teespring, Sephora, Cafe Press và Uniqlo thì được xem là đỉnh cao của MMO, bởi vì cái tính đơn giản, tiện lợi và hiệu quả về mặt tài chính và cũng như là nhân bản lên một cái lợi nhuận của mình thì một cách rất là dễ dàng. Đó là những cái vấn đề mà tôi nêu lên. Chúng ta cần có một cái nền tảng tiếng Anh căn bản và cái lợi ích của tiếng Anh căn bản để chúng ta có thể MMO make money online một cách tự tin. Và cái việc kinh doanh trên eBay và Amazon, như các bạn biết, tính an toàn tài khoản thì chúng ta phải hiểu được cái policy của eBay và Amazon, thì tài khoản chúng ta an toàn thì chúng ta mới có thể tạo ra cái dòng tiền thu nhập hàng tháng. Một khi tài khoản của bạn bị treo hoặc bị khóa hoặc là đai bị chết thì không còn gì để nói các bạn, đúng không? Vậy các bạn hãy cố gắng trau dồi cái khả năng tiếng Anh của các bạn
trong cái thời buổi hiện tại thì cái việc mà học tiếng Anh trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết với một cái thiết bị di động như là cell phone hoặc là laptop hoặc iPad có kết nối wifi, thì các bạn có thể học trên YouTube hoặc là trên những cái website để có cái kiến thức tiếng Anh căn bản của bạn ngày càng hoàn thiện. Và tôi cũng ra một cái khóa tiếng Anh dành cho MMO and More, tức là tiếng Anh dành cho các bạn make money online trên các platform e-commerce như là eBay, Amazon, Shopify và các cái platform bán áo thun nghiệp của Mỹ. Và ngoài ra còn những cái vấn đề khác cần thiết được gói gọn trong khoảng trên 20 cái video. Đây là khóa học video online trên Facebook. Nếu các bạn quan tâm thì có thể xem cái đường link Facebook của tôi và có thể inbox cho tôi để biết thêm thông tin. Và nếu có thể và muốn tham gia khóa học này thì các bạn hãy inbox và tôi sẽ trả lời các bạn trong vòng 24 tiếng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.